Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì ruộng đã hết nước rồi, cho nên em lại vào em thăm lại cái lô mai lùng này cả nhà này. Đây này cả nhà xem nha, cũng còn mà nó không đáng kể nữa cả nhà. Đây này, đây cả nhà xem này, chi tàn nó đều xít luôn nha cả nhà. Đây này, đều không có chỗ nào luôn nha. Đây này, rất là đều luôn nha cả nhà. Cái đây chơi lá già rồi, chuẩn bị tiếp tục đâm cái cơi tiếp theo rồi cả nhà. Đâm cơi tiếp theo nhé. Đây, đây. Cách từ mặt đất lên chắc khoảng độ 4 phân đã có chi rồi. Đây, đây cả nhà xem này. Em quay từ từ nhé. Quay từ từ để giới thiệu cho nó kỹ nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, giới thiệu cho kỹ. Thì chiều cao cái này nó khoảng độ 90 nha cả nhà. Cái hoành này, em căn này, hoành cái này khoảng 11 thôi cả nhà. Hoành khoảng 11 thôi, cao 90. Tròn đều đẹp. Cả nhà xem này. Tròn đều đẹp nha. Đây là cây số 1 nha cả nhà. Để chúng ta đi cây số 2 này. Đó, hôm nay thì hết nước rồi. Em vô được rồi, cây số 2 này. Wow. Đây, cả nhà xem này, chi tàn này. Cây này nó khoảng độ hoành là khoảng độ 12 nha cả nhà. Hai mà này, chi nó đều này. Đều xín luôn á. Xín luôn rồi cả nhà. Rất ok nha. Wow. Và đều là đều quá đều luôn rồi cả nhà. Đây. Không còn thấy luôn á. Không còn bỏ tay vô được luôn cả nhà. Rất đều nha. Không còn bỏ tay vô được luôn. Đây cả nhà xem. Chưa? Rất là ok nha. Cây số 2 này cả nhà. Số 2 này. Cây số 3 này cả nhà này. Số 3 nha. Đó. Số 3 thì là đây cả nhà xem này. Hơi trên này chút, hơi chỗ này chút thôi. Để chúng ta. Ủa chào chị. Chị mới xuống à? Đây, cả nhà xem này. Cây đây thì nó lùn cho mà lái này. Đây, xem này. Đây nó có cái bộ đế này cả nhà này. Bộ đế nha. Đế này. Đế lồi lên rồi nha. Cái đây nó có đế lồi này. Cái cọc đế này. Đó. Cả nhà xem đã. Rất là ok nha. Đây, cây đây là cả nhà này. Đây. Đây cả nhà xem này, chị tàn rất là ok này. Đây em điểm lại cho cô chú các chị các bạn xem này, điểm lại nha, đẹp nha. Đây tiếp tục lên đây này, ba cái sản phẩm đây cả nhà này, như là cái dù luôn này cả nhà này, như cái dù luôn nha. Đây nó đều từ dưới đây lên rồi. Đây không có chỗ cho cái tay vào được luôn, cân đều luôn ạ. Đây cả nhà xem này. Mai đây dạng mai tuyến đấy cả nhà nhé. Mai tuyến này. Đó. Đó. Như là cái tàn thông nhé. Đây là cả nhà này. Đây. Đây cả nhà xem này. Đây cả nhà xem này. Đây này nha. À, cây số 1 này, cây cuối cùng này. Đây, cuối cùng em quay cho cô chú anh chị các bạn này. Cuối cùng này, cái đế nha. Ủa, rất là đẹp nha cả nhà. Ok này, chì tàn này. Rất là ok này cả nhà này. Đó. Này nha. Rồi. Khách hàng có thiện chí với cái lô may này thì nhắn tin gọi điện cho em theo số là 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha cả nhà. 0836013528 nha. Để cho ta thích cái sản phẩm nào thì em sẽ kết nối với cả nhà nha, để cho ta mua về chăm sóc và chơi Tết nha. Em xin kính chào tạm biệt cả nhà nha.